Sáng như Đức tu xong, những Đức ngồi như Đức suy nghĩ như Đức nấy. Thí dụ như một ngày nào đó ở trên chùa, những chương trình mà lễ vía Quan Âm mỗi năm mấy lần, hay lễ vía Di Đà, hay chương trình lễ hội, hay mỗi tuần chủ nhật cộng tu, nếu như quý thầy trên đó mà làm mà được, mà phát triển được cho chúng sanh lợi ích, thì điều đó mình rất là chúc mừng. Còn nếu như mọi người có nhân duyên, mà nếu như Hòa Thượng lúc nào cần mình, bản thân mình lúc nào cũng có thể đến để mà tổ chức chương trình cho quý Phật tử, người ta được mỗi năm mấy lần lễ vía Quan Âm, người ta được lìa chùa để người ta tu tập. Nhưng Đức nghĩ rằng là bây giờ mình làm cư sĩ, những Đức đâu có làm người xuất gia trong chùa đâu. Mình cũng không dính dáng cái gì đến cái tổ chức ở trong chùa, mà mình chỉ có cái nhân duyên thôi. Mình chỉ có nhân duyên chúng sanh thôi. Nếu như mà quý thầy làm được thì quý thầy cứ làm. Bất cứ lúc nào Hòa Thượng cặn mình, thấy cái cơ ngơ Hòa Thượng xây lớn, thiệt lớn như cái nhà tôn, bỏ vào đó biết bao nhiêu tiền bạc mà nói. Nếu như mà người mà không có duyên với chúng sanh thì cũng không có tập trung người ta đông được gì. Nhưng Đức thấy những Đức đến với cuộc đời này nó cũng có cái nhân duyên, sứ mệnh gì đó. Nên từ nơi đó mà tự nhiên mình tu xong, mình ngồi mình suy nghĩ, không lẽ một cơ ngơ Hòa Thượng xây lên gì, bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền bạc chúng sanh đổ vào đó. Như lúc trước năm mỗi lần lễ hội mấy chục ngàn con người ta về để tu tập, nhìn cái đó những Đức tin Hòa Thượng này vui lắm. Tại vì tâm của Hòa Thượng xây chùa là niệm niệm vì chúng sanh đã tu hành khắp nơi nơi Phật tử, người ta được về, người ta nương tựa, người ta tu. Như bây giờ những Đức gì thì khỏe quá rồi, tu tập ngày 4-5 thời rất là đặc biệt, rất là khỏe. Nhưng mà nghĩ có rất nhiều Phật tử, những Đức với họ có nhân duyên gì lạ lắm. Họ có khi rất, thật sự họ rất muốn gặp những Đức, nhưng mà những Đức ở căn nhà nào đó thôi, gặp thì cũng không có gặp. Nên có được cái nhân duyên gì, về mình được tu tập chung, tu tập xong mà lên xe đi về nhà của mình ở. Tổ chức của chùa thì tự làm, tự sắp xếp. Mình chỉ là có duyên thì mình rủ người đến cái tổ chức đó để mà mình hướng dẫn ta tu thôi. Cái thời Đức Phật còn tại thế cũng có một vị cư sĩ, đó là cư sĩ Rima. Ngài cũng chứng quả như Phật. Nên cư sĩ hay là tu sĩ gì, chỉ cần có nhân duyên giúp chúng sanh, lợi ích cho mọi người, thì chúng ta nên dẹp cái ngã của mình xuống. Chỉ cần lợi ích cho chúng sanh thôi. Nên những Đức nghĩ cái lợi ích chúng sanh là quan trọng. Với Phật tử có chỗ nương tựa tu hành, biết rằng chùa thì có chùa đó, nhưng mà lạ, mỗi người có một nhân duyên rất là lạ vậy. Dù những Đức là cư sĩ, nhưng Phật tử nó vẫn quý mến. Hoặc là con người những Đức cũng không phải tròn vẹn gì, Phật tử vẫn quý mến. Chắc là cái duyên những Đức chồng với họ rất là sâu dày. Nên mình nghĩ đến chỗ này, mình nghĩ mình rất là thương Hòa Thượng tuổi già, ngài cũng có chùa chiền đồ gì mà người ta về tu, trong lòng Hòa Thượng rất là vui. Thật sự vì chúng sanh mà, người tu hành là vì chúng sanh. Còn những Đức nghĩ thì những Đức có duyên Phật tử, mình cũng rất là thương Phật tử. Thật sự mình thương Phật tử chúng sanh. Một pháp hội đấy, cỡ nào cũng có những người ta về, người ta tu hành nhờ cái công đức đó mà kiếp nạn nhân sinh được quá giải bớt đi, và có duyên thì đem tịnh độ để hoàn truyền rộng ra cho chúng sanh được nhờ. Quý vị thấy để ý, bây giờ nội cái rum những Đức thôi mà giờ này mà 900 người tu, nghĩ không đơn giản chút nào. Buổi tối những Đức 9 giờ những Đức tu phát động lên cái thì vẫn gần 500 người tu. 12 giờ khuya những Đức phát động lên cái khoảng 800 người tu. Vì thấy rằng là những Đức càng ngồi suy nghĩ mà nói, ủa cái duyên mình với chúng sanh nó có cái nhân duyên gì, nó ngộ ghê,
Mình tu là người ta tu với mình, người ta thích tu với mình. Có những người mà người ta gặp những đức mà người ta được tu chung những đức thì người ta nói ngộ lắm, con nhà con tu thờ nặng mà sao tu. Ví dụ là chú hay thầy cư sĩ những đức là thấy nhẹ nhàng, lạ lắm. Nghĩa là mình với người ta nó một con nhân duyên gì rất lạ vậy. Khi nói chuyện thì cũng nói hịch hạc, nói cũng không có gì đặc biệt đâu, nhưng mà người ta lại thích, người ta quý mình. Nhưng trải qua những cái thời gian xảy ra những cái sự việc đối với bản thân mình, bản thân những đức hình như nó cũng bình định lại và dẹp hết những cái ngã, cái ta của chính mình ấy vậy. Tại vì cuộc đời có người chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi thôi, những cái gì lợi ích cho người khác thì nó nhắn thật mà làm. Bản thân những đức nghĩ rằng cái lợi ích cho chúng sanh thì mình mở miệng trước, dù được không được gì cũng bản thân mình mở miệng. Vì mình là hạt cát nằm dưới sa mạc đó quý vị, cứ nghĩ mình như vậy đi, nên miễn lợi ích cho chúng sanh là được rồi. Cái ta, cái ngã của mình nên bỏ qua một bên. Vì cuộc đời của người khi bỏ cái thân giả tạm này, bản thân mình muốn làm một việc gì tốt cũng làm được. Nên mong rằng những người tu hành của chúng ta nên hạ cái ta, hạ cái ngã xuống. Nên những đức nghĩ rằng nên mang tâm tha thứ cho nhau. Đó mới là tâm lượng người lớn lao quý vị. Như hồi đó những đứa coi câu chuyện mà Lưu Bình với Dương Lễ, hai người bạn hay là Dương Lễ Lưu Bình gì đó, mà người bạn muốn giúp người bạn hơi bị trục chặt hư hỏng một chút, nhưng người bạn phải đưa vợ mình đến để mà chăm sóc cho Dương Lễ, chăm sóc cho bạn, động viên bạn để bạn sau này bạn thi đỗ làm quan. Mà người bạn Dương Lễ là rất trách Lưu Bình, nó lúc mà Lưu Bình khá giả giàu, lỡ nhà Lưu Bình chê đuổi đi, chê nghèo nàn, nhưng mà phía sau đó lại kêu vợ đi theo để giúp đỡ cho người bạn của mình để mà cố gắng học lên để mà thi làm quan. Sau cuối cùng mà thi làm quan xong muốn trở về, mà giống như mà ta đây nó được làm quan rồi, hồi xưa mi làm bạn tao, ngươi khinh tao, giờ tao làm quan. Nhưng khi trở về nhà của bạn mình thì thấy vợ ngồi kế bên, đổ vỡ ra chỉ biết cảm ơn thôi. Nên người xưa người ta không có tu hành gì đâu, người thế gian thôi, mà người ta còn có một tấm lòng lớn vô cùng như vậy. Mình là người tu hành, lỡ người ta vấp ngã một cái gì đó mà người ta đứng lên được, thật sự mình nên cho họ cơ hội. Biết đâu cái cơ hội về sau bản thân họ nó còn dữ dằn hơn. Tại vì con người khi họ đã vấp ngã mà họ đứng lên được, họ rất là cảm ơn mình cho họ cơ hội. Còn nếu như họ không đứng lên thì thôi. Nhưng họ thật sự họ đứng lên. Ví dụ như vị thấy những đức ra khỏi chùa, mỗi ngày những đức tu tập suốt luôn, Phật tử thấy rõ ràng. Nên tại sao người ta quý những đức? Vì những đức khác rất nhiều người. Vì khi những đức ra ngoài đời, những đức vẫn làm người túc. Dù là hình tướng những đức có giống người ngoài đời, nhưng mà những đức luôn luôn cạo đầu. Vì nghĩ rằng những đức muốn tu hành, muốn cả đời mình dù hiện tướng gì cũng tu hành. Nên á, những đứa đọc quyển sách, có một vị nói một câu rằng người niệm Phật của mình, Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân Ngài nói, người niệm Phật của mình làm người xuất gia mà khó niệm Phật thì làm cư sĩ niệm Phật, còn làm người cư sĩ khó niệm Phật thì làm người xuất gia niệm Phật. Ở nhà khó niệm Phật thì vào chùa niệm Phật, vào chùa khó niệm Phật thì về nhà niệm Phật. Ở chỗ đông người khó niệm Phật thì lợi chỗ ít người niệm Phật, chỗ ít người khó niệm Phật thì lợi chỗ đông người niệm Phật. Cái tâm người ta sao đặc biệt quá. Thật sự hình như người ta không còn cái tình chấp nặng nề gì hết quý vị. Người ta chỉ nghĩ gì chúng sanh thôi, thì sao cũng được, miễn niệm Phật là được rồi. Quý vị thử đọc cái quyển sách của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân thử có phải có. Và những đức đọc cũng đoạn nó rất nhiều lần, chia sẻ cho quý vị nghe mà. Nên những đức nghĩ rằng mình tu hành nên hạ cái ngã của mình xuống, niệm niệm gì chúng sanh. Thật sự nhìn cái cơ ngơ hòa thượng lớn quá, từ nhà cửa rồi cảnh giới của hòa thượng tạo ra những cái nhà tôn rất lớn, nội mà cái la phong đóng thôi biết bao nhiêu mà công sức mà nói vật chất trong đó bỏ vô, rồi mới xây thêm cái nhà tôn thiệt là bự, cái chân đài Quán Âm. Phải là người hữu duyên lắm, thật sự phải hữu tình chúng sanh, phải chân thật vì chúng sanh. Những đức nghĩ rằng nhân duyên những đức bây giờ cũng đặc biệt là những đức cũng không dính dáng gì chùa chiền của hòa thượng, vì những đức đã là cư sĩ, có thể làm người đệ tử tục gia, không phải là cư sĩ xuất gia của hòa thượng.
nhưng Đức không có dính vào cái tổ chức trong chùa, như một người làm khách đến nơi của Hòa Thượng để mà hướng dẫn ta tu tập thôi. Xong rồi những Đức trở về nhà, những Đức rồi xong những Đức sống trong gia đình bản thân một người cư sĩ, chứ không dính tổ chức gì trong chùa chiền, cũng không đụng vào tổ chức của người ta. Có nghĩa là bản thân cả đời sống an phận vậy thôi bìa. Nhưng mà nghĩ rằng mình có duyên chúng sanh, bây giờ mình cũng còn khỏe, năm thì dài lặng, giống như bước ra ngoài. Còn ngoài ra chỗ Hòa Thượng như Đức không muốn đi đâu thật sự. Tại vì một là nghĩ các cụ già mình rất là thương, thật sự rất là thương các cụ. Với anh em thì bản thân mình với họ có nhân duyên, dù sao cũng là anh em thôi, tình bạn vẫn là tình bạn. Nên những Đức nói rằng trong cuộc đời mình thuận nghịch gì mình cũng mong là tình bạn, dù những người thương hay không thương gì mình cũng mong là tình bạn. Vì mỗi một con người đều có tâm Phật, tin chắc rằng mỗi người đều có tâm Phật. Một ngày nào khi chuyển nghiệp chúng ta vẫn là thương nhau thôi. Giống như đi trên đoạn đường, có những lúc chúng ta đi bằng khoảng, nhưng có những lúc chúng ta cũng đi rập rền. Thì giống như tình bạn, có những lúc rất là thân, nhưng có những lúc vì nghiệp duyên gì chúng ta phải đối mặt với nhau một chút. Nên mang tâm tha thứ cho nhau để nó chuyển thành tình bạn của cuộc đời. Đó là điều hay lắm quý vị à. Chứ nghĩ các cụ già rồi mấy anh em làm việc, bản thân mình dù giờ không làm người xuất gia trong chùa, nhưng cũng mong rằng là mình cũng đem một cái sức lực chút xíu gì để góp phần đó đối với ngôi tam bảo mà mình đã từng ở qua, và bao nhiêu người già đang còn nương náu nơi đó. Nếu khi nhân duyên nhà Đức đến nơi đó thì chúng sanh người ta lại tập trung về một lời nói của mình nói thôi. Có khi các cụ cũng có thêm miếng đậu hũ, có thêm một hạt gạo. Thật sự đó là tấm lòng mà thật sự mình muốn góp phần, thật sự bằng cả tấm lòng. Sáng ngày Đức tu xong, ngày Đức nghĩ gì? Còn các anh em mà làm được, tập trung người đông đúc tu tập được bình thường, chủ nhật rồi thì mấy anh em cứ làm bình thường. Còn lúc bất cứ lúc nào cần những Đức, cũng như cần những Đức thì những Đức đến. Còn nếu mà không cần thì thôi, thấy được rồi thì thôi, làm được thì thôi. Vì đời Hòa Thượng hôm nay cũng 83 tuổi, cũng là cái nhân duyên. Dù bây giờ mình làm cư sĩ, nhưng Ngài cũng đã từng nhấp tóc làm người cho mình, đã được làm người xuất gia mười mấy năm trong đạo. Thì mong làm sao bản thân mình có cơ hội làm cái gì đó cho Hòa Thượng tuổi già, mà Ngài cũng nhìn thấy ngôi chùa Ngài xây, người ta về tu đông đúc, trong lòng Ngài rất là vui. Khi Ngài trăm tuổi già, Ngài cũng thấy an ủi. Thật sự mình thành tựu cho người khác là thành tựu cho mình thôi quý vị. Nhưng Đức mong rằng mỗi một người tu hành nên mở tâm lượng ra, vì đời người ngắn ngủi lắm quý vị, sẽ đi qua thôi. Nhưng Đức thấy bây giờ bản thân những Đức khỏe lắm, tu tập rất là an lạc. Nhưng mà nghĩ về bao nhiêu con người thì bản thân mình cũng nên làm một cái gì đó. Cả đời những Đức sẽ làm cư sĩ thôi quý vị. Có khi quý vị thấy những Đức ở ngoài đường bất chợt, ô thấy một người, ô giống thầy những Đức ngày xưa quá ta, ô thầy nay bận đồ đời ha, ở nón đỏ nón kết. Nhưng mà đến lúc lên tu thì những Đức hiện tướng là một người tu, bước ra ngoài những Đức là hiện tướng giống người khác ở ngoài xã hội. Thật sự đó cũng là cái điều những Đức mong cho tất cả người lỡ trên con đường tu gặp những sự chướng nạn, họ cũng có thể quay đầu giống như con người đó. Con người đó họ cũng gặp nạn, họ quay đầu, họ hiện tướng gì họ cũng ăn chay niệm Phật, họ không bỏ Phật pháp. Cũng mong giúp chúng sanh, vì trên con đường tu không phải ai cũng thuận tiện hoài đâu quý vị. Có những lúc sẽ gặp sự trở ngại trùng trùng, nhưng mà dù cho cỡ nào cũng muốn làm người tu hành thôi, muốn ăn chay, muốn niệm Phật đó quý vị. Và những Đức từ bây giờ cho đến khi chết đi, những Đức chỉ ở gia đình một người cư sĩ thôi, sống làm người cư sĩ và không có làm người xuất gia đắp y nữa. Cho thật sự thì lúc trước những Đức khi ngồi gần một vị, Ngài nói một câu: người nam xuất gia có phước rất là lớn. Trong giới kinh Đức Phật dạy người xuất gia nam, dù họ có hoàng tục nhưng họ có cơ hội được 7 lần trở lại làm người xuất gia, còn nữ chỉ được đúng một lần mà thôi. Những Đức nghe vị đó nói những Đức một câu gì, nhưng những Đức nói rằng những Đức chọn làm người cư sĩ cả cuộc đời từ hôm nay, và cũng không có nhận cúng dường gì cả, và
cuộc sống, nhưng đức tin niệm Phật thì chắc chắn là có cơm ăn áo bằng. Còn một tổ chức thì chắc chắn là quý vị phải có sự hỗ trợ giúp đỡ vì một tổ chức lớn lao. Nên Nhuận Đức nói đây bằng cả tấm lòng của chính mình. Ai nghĩ sao cũng được, chỉ cần lương tâm của mình cảm thấy đó là điều mình nghĩ muốn lợi ích cho mọi người, lợi ích cho chúng sanh là được rồi quý vị. Nhuận Đức mong Nhuận Đức với tất cả những vị cư sĩ, những người đã hữu duyên gặp nhau trong cuộc đời này, dù thuận hay nghịch gì cũng quay về niệm Phật và không có sự chống đối, không có hận thù. Và Nhuận Đức với tất cả các anh em trong chùa đều là tình bạn. Dù đến với nhau như thế nào, Nhuận Đức vẫn luôn luôn xem là bạn, là anh em. Đó là tình người sống với nhau quý vị. Nên xóa bỏ hết đi những cái thất vọng nhau gì. Vì con người bữa nay mình, biết đâu mai người khác. Bữa nay người ta té, biết đâu ngày mai mình té là sao. Nên như Nhuận Đức nãy kể câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ đúng không? Tình bạn thế gian mà người ta còn làm đến chuyện như vậy được. Có thể đưa vợ mình đến để chăm sóc cho bạn, để thành tựu cho bạn. Chúng ta tại sao là người tu hành không tha thứ cho nhau được sao quý vị? Nhuận Đức mong rằng hãy tha thứ cho nhau đi, để sống cuộc đời sống có ý nghĩa. Đó là điều Nhuận Đức chia sẻ, biết đâu lời này cũng đến tai Hòa Thượng hoặc là quý Phật tử khắp nơi đó. Đây là tấm lòng Nhuận Đức mong quý vị mọi người nên mở rộng tâm lượng và cố gắng niệm Phật. Và đừng bao giờ thất vọng ai để buồn chán gì cả. Vì con người, mỗi người đều có nghiệp duyên khác nhau quý vị. Chỉ cần còn niệm Phật, còn chịu tu là điều quý. Và Nhuận Đức cũng gửi lời đến tất cả những người ở trong chùa hay ra khỏi chùa, hãy cố gắng giữ cái tâm ăn chay niệm Phật. Đừng bỏ Phật Pháp, vì Phật Pháp hay lắm. Đừng bỏ Phật Pháp. Và đừng nên mang tâm oán thù để tu hành. Hãy xóa tan cái tâm đó đi. Vì mỗi người chúng ta đều có nghiệp duyên khác nhau. Đừng mang tâm oán thù, áp bức tâm mình để mỗi ngày ở nơi nào đó tu hành. Nhưng Đức mong những cô, những chú đã từng biết những Đức dù bây giờ đang ở đâu, hãy bỏ tâm oán thù đi. Hãy nghĩ cái tốt đẹp của nhau khi đã từng ở với nhau, sống bên nhau. Nghĩ được điều đó là quý nhất. Đừng nên nhìn cái xấu của nhau để xóa tan hết những cái đẹp khi ở bên nhau. Và người cư sĩ sống gia đình vợ chồng cũng đừng nhìn cái xấu của họ. Hãy nhìn cái tốt mà họ đã từng thương và từng giúp mình để sống với họ. Đó là người tu hành quý vị. Và chúng ta quyết tâm niệm Phật. Đời này phải về thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.